Ok, xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Sau chuỗi ngày dài hóng drama từ thiện đến sao kê, không trượt cái nào, giờ tớ quay xe đến những drama trong quá khứ và hiện tại của One Piece. Những điều gây tranh cãi, thậm chí có lần chính Thánh Oda phải nhận đủ mọi loại gạch đá, chắc là xây được cả căn biệt thự. Vậy, trong One Piece từng có những drama nào và nó có nghiêm trọng hay không? Hôm nay, mời anh em cùng Bì Tử Hoàng tìm hiểu về những điều gây tranh cãi trong One Piece. Sự thật biểu tượng bằng râu trắng. Nếu bạn có nhu cầu mua autun để đi chơi hay ở nhà trong mùa dịch, truy cập ngay Shopee Kabi Studio, hiện đang có ưu đãi giảm giá trải nghiệm cũng như vô số khuyến mãi khác. Sau khi kết thúc sẽ quay trở về giá cũ. Link tôi để ngay ở dưới phần mô tả. Drama đầu tiên nó có tên là Xúc phạm người quá cố. Vào ngày 4 tháng 6 năm 2018, lúc One Piece quyển truyện 89 được phát hành, thông thường các tập truyện tranh xuất bản sẽ có một lời bình luận ngắn gọn ở phần gấp tay của bìa. Đó thường là một thông điệp cảm ơn nhẹ nhàng hoặc là câu chuyện nhỏ từ cuộc sống cá nhân của tác giả. Mọi chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu Thánh Oda không viết một status có nội dung liên quan đến một người quá cố. Cụ thể, ông tâm sự rằng khi ăn gà rán cùng mọi người, ông thường đặt tên cho miếng cuối cùng là Trung sĩ Yokai và nói rằng Trung sĩ Yokai vẫn còn đó, ai đó hãy kết thúc trận chiến này đi. Nhưng tưởng nó sẽ tạo nên một pha tấu hài đi vào lòng người, nhưng nào ngờ nó lại đi thẳng vào lòng đất, gây ra một cuộc tranh cãi lớn trên khắp nước Nhật. Nhiều người cho rằng Thánh Oda đang có thái độ cợt nhả với một người quá cố. Vậy, Trung sĩ Yokai là ai? Theo nguồn tin tớ tìm hiểu thì đó chính là Soichi Yokai, một trung sĩ quân đội đế quốc Nhật Bản trong chiến tranh thế giới thứ hai. Ông đã ở lại chiến trường 28 năm sau khi chiến tranh kết thúc vì tưởng rằng thế chiến thứ hai vẫn còn tiếp diễn ở một nơi nào đó và quân đội Nhật Bản vẫn chưa bị đánh bại. Sau khi được người dân phát hiện và đưa trở về nước, Yokai được chào đón như một người hùng, tên tuổi lao thẳng lên top trending và trở thành một minh chứng sống cho tinh thần trung thành với đất nước và vượt qua số phận để thành công. Chính vì vậy, việc Thánh Oda so sánh miếng gà cuối cùng với trung sĩ Yokai đã khiến nhiều độc giả vô cùng phẫn nộ và phản ứng gay gắt. Đại đa số cho rằng những lời nói đó mang tính chất miệt thị, không tôn trọng một hình mẫu tiêu biểu của lòng yêu nước thời chiến quốc. Cuối cùng, để chấm dứt chuỗi drama, vào ngày 10 tháng 6, trang web chính thức của Shonen Jump đã gửi lời xin lỗi đến tất cả mọi người. Anh em thấy sao về điều này? Hãy bình luận ở phía bên dưới nhé! Tiếp theo, tạo hình phản cảm của Okama. Vẫn biết trong thế giới One Piece, việc tạo ra một nhân vật nào đó có vẻ ngoài khác thường không còn xa lạ. Thế nhưng, cách chọn miêu tả Okama của Thánh Oda lại phải vấp nhiều tranh cãi. Dưới ngòi bút tượng hình, những người đồng tính hiện lên với hình ảnh gớm ghiếc và đáng sợ. Nào là miệng hồng cánh sen, lông mày lá mít, mascara dài chục tấc, kết hợp vào đó là khuôn mặt góc cạnh chuẩn nghĩa đen, điểm thêm vài chấm râu như vừa mới cạo. Chưa dừng lại đó, Thánh cần bấp thêm độ bánh bèo vượt mức báo động đỏ. Trong những lần xuất hiện, Okama thường chỉ có nhiệm vụ tấu hài là chính, hiếm khi nào thấy một người điềm tĩnh, nhẹ nhàng. Những điều này vô tình khiến cho hình ảnh của những người đồng tính dần trở nên xấu đi trong mắt độc giả, trông chẳng khác nào những kẻ dị hợm với tính cách sốc nổi, ồn ào. Bên cạnh tạo hình gây nhiều phản ứng trái chiều, Thánh Oda còn biến những Okama thành những kẻ biến thái. Điều này có thể thấy rõ qua nhiều chi tiết khi Sanji ở vương quốc Kamabaka. Tại đây, những Okama liên tục đuổi bắt và ép anh phải mặc váy, đánh son, vân vân và mây mây. Suýt nữa, đã bẻ cong giới tính anh tôi. Thậm chí, khi xuất hiện giúp sạn trốn thoát ở Sabaody, chính hành động của Okama đã khiến nhiều lính hải quân sợ hãi. Có lẽ chúng ta sẽ không thấy có vấn đề gì về chuyện này, nhưng đối với người đồng tính mà nói, những chi tiết đó khá phản cảm, thậm chí có phần xúc phạm. Nhận thức được điều này nên ở những năm gần đây, Thánh Oda đã nỗ lực khắc họa những nhân vật chuyển giới trông mờ lem và tích cực hơn như Kiku chẳng hạn này. Ở vị trí thứ 3, biểu tượng bằng râu trắng. Có lẽ nhiều người sẽ bất ngờ và bật lại rằng biểu tượng của băng râu trắng có cái gì mà để tranh cãi. Đúng vậy, với biểu tượng như chúng ta thấy ngày nay thì không có gì phải bàn cãi. Nhưng cái tôi muốn nói là lá cờ của bố già từng có một biểu tượng khác thì sao? Trong lần đầu tiên xuất hiện ở chapter 157, Ace trong lúc ngủ đã để lộ ra phần lưng với hình xăm nổi bật thể hiện độ giang hồ của mình. Đó không phải là hình Hello Kitty, kỳ lân cá chép mà là hình ảnh đầu lâu với chữ vạn bên ngoài.
Ngay lập tức, nhiều nước phương Tây đã rung chuông báo động do nó giống với phù hiệu của Đức Quốc xã. Người ta nhìn nhận đây là biểu tượng của phát xít, gợi nên một lịch sử đen tối và tàn khốc mang tên là Hitler. Vì vậy, việc sử dụng biểu tượng này sẽ gây tranh cãi. Thế nhưng, ở Nhật Bản nói riêng và nhiều nước Á Đông nói chung, thì đây được coi là phù hiệu đại diện cho tôn giáo, có ý nghĩa phúc lộc, an khang, thành công và thịnh vượng. Biểu tượng này cũng rất phổ biến ở đền chùa hay những thanh kiếm made in Nhật Bản. Trong manga Sứ giả thần chết, chúng ta cũng được thấy biểu tượng này qua những thanh Zanbakuto của Ichigo. Mặc dù nó tinh tế đến mức không phân biệt được, song với sự khác biệt vẫn rất rõ ràng với nền văn hóa các nước Á Đông. Dù vậy, tùy thánh Oda rất khéo nhưng phương Tây sẽ kéo do sự bùng nổ của manga ở nước ngoài đầu những năm 2000 khiến quy trình kiểm duyệt càng gắt gao hơn. Các nhà xuất bản tại Nhật quyết định loại bỏ biểu tượng này để tránh những vấn đề phát sinh không đáng có đối với thị trường quốc tế. Kết quả là lá cờ bằng râu trắng đã được làm lại với biểu tượng mà chúng ta vẫn luôn thấy ngày nay. Tiếp đến, lại là một lùm xùm liên quan đến vấn đề chính trị, khá nhạy cảm. Theo đó, một chi tiết trong One Piece bị cho là phản cảm đến mức toàn bộ cuộc triển lãm của bộ truyện tại Hàn Quốc đã bị hủy bỏ. Đó là những hình ảnh mặt trời mọc trong manga. Có thể nói, biểu tượng này xuất hiện xuyên suốt One Piece dưới nhiều hiện thân khác nhau. Trong đó nổi bật nhất có lẽ là đại diện cho Wano khi nơi này được lấy cảm hứng từ đất nước Hoa Anh Đào. Tuy nhiên, nhiều nước châu Á trong đó có Hàn Quốc lại nhạy cảm với hình ảnh này do nó được coi là biểu tượng cho sự xâm lược của Nhật Bản. Bất kỳ cuộc xung đột nhỏ nào, nhất là trong Thế chiến 2, đều có sự xuất hiện của lá cờ mang hình ảnh mặt trời mọc. Và đây chính là mấu chốt của vấn đề. Không biết số nhỏ thế nào mà cuộc triển lãm bộ truyện lại được tổ chức ngay tại một đài tưởng niệm chiến tranh. Sau đó, làm éo như có sau đó, những hình ảnh này ngay lập tức xuất hiện và được phát sóng trên một kênh tin tức của Hàn Quốc, dẫn đến sự phản đối kịch liệt từ công chúng. Buổi triển lãm cũng vì thế mà bị hủy bỏ luôn. Drama thứ 5 là một thông tin bên lề không liên quan đến nội dung của One Piece, đó là đời tư không mấy trong sạch của những diễn viên lồng tiếng cho các nhân vật trong anime. Đầu tiên là người lồng tiếng ban đầu của Ivankov, Norio Imamura. Ông có một niềm đam mê mãnh liệt với hình xăm và đã chi từ 45.000 đến 56.000 đô cho các hình xăm trong suốt một thập kỷ. Từ ngày 26 tháng 4 đến ngày 7 tháng 6 năm 2010, ông đã chơi lớn cho thiên hạ trầm trồ bằng cách đăng hình ảnh phần dưới của mình lên blog cá nhân với ý định khoe cơ thể đã được xăm hoàn toàn. Kết quả cuối cùng tất nhiên không làm ông thất vọng mà khiến ông tuyệt vọng. Imamura nhanh chóng bị bắt vì đăng ảnh 18 cộng và chịu khoản phạt 6.000 đô. Sự kiện này cũng khiến nhiều người chơi xăm trổ phải từ bỏ vai trò lồng tiếng cho Ivankov và nhường nó lại cho Mitsuo Iwata. Điều này cũng khá đáng tiếc bởi trong số SBS 58, Oda đã khẳng định Imamura là nguồn cảm hứng để ông tạo ra Iva nói riêng và các Okama nói chung. Bên cạnh người kể trên, cũng còn một cái tên lồng tiếng khác cũng gây sóng gió dư luận không kém là Vic Minonia. Nếu là một fan chân chính anime thì có lẽ bạn đã từng nghe qua cái tên này, tôi đọc với các chuẩn hay không? Bởi đây là một trong những diễn viên lồng tiếng người Anh nổi tiếng nhất mọi thời đại. Trong One Piece, anh từng đảm nhận lồng tiếng cho Sabo. Song, nổi tiếng thì thường hay đi kèm với tai tiếng. Từ năm 1989, nhiều cáo buộc quấy rối tình dục chống lại anh đã bắt đầu xuất hiện trên Twitter. Đại khái như hôn, xoa soạn và bình luận dâm ô với người hâm mộ. Thậm chí, một số người trong đó còn chưa đủ tuổi. Mọi chuyện càng trở nên căng thẳng hơn khi hai nữ diễn viên khác là Monica Rio và Chami Machi đã tweet ủng hộ và có những cáo buộc tương tự. Sau cùng, nhà sản xuất đã loại bỏ Vic khỏi vai diễn này để tránh ảnh hưởng đến anime. Và chắc là sự nghiệp cũng đi luôn. Drama cuối cùng, Netflix thông báo làm One Piece live action. Trào lưu nhân hóa các manga ăn khách thông qua live action rất phổ biến trong những năm gần đây. Là một trong những tác phẩm thành công nhất ngành công nghiệp truyện tranh Nhật Bản, không khó hiểu khi One Piece cũng lọt vào tầm ngắm của các nhà làm phim. Không phụ sự chờ đợi, đầu tháng 10 năm 2020, Netflix đã thông báo rằng họ đang tiến hành sản xuất bộ live action về cuộc phiêu lưu của Monkey D. Luffy. Theo đó, loạt phim sẽ có 10 tập do Matt Owens và Steve Maeda viết kịch bản. Mặc dù rất thóng xem nhân vật yêu thích của mình trong One Piece từ truyện tranh bước ra, nhưng bất ngờ là nhiều người hâm mộ lại tỏ ra không mấy lạc quan với số phận của bộ phim chuyển thể này.
Trước One Piece, nhiều tác phẩm manga cũng được Hollywood đưa lên màn ảnh. Song, con số thành công lại chẳng có bao nhiêu. Người xem từng tỏ ra vô cùng thất vọng khi chứng kiến nhiều manga được Mỹ hóa mất đi cái hồn của cả bộ truyện như là Dragon Ball Evolution hay là Death Note bản Netflix. Chưa kể, việc chọn một diễn viên toát lên thần thái các nhân vật trong One Piece chưa bao giờ là một điều dễ dàng. Vậy nên các fan hâm mộ sợ rằng bộ truyện mình yêu thích sẽ đi vào những vết xe đổ đó mà trở thành một quả bom xịt đáng quên nhất trong cuộc đời của họ. Anh em thấy sao? Hãy comment phía dưới nhé! Ok, vừa rồi chúng ta đã cùng tìm hiểu về những điều gây tranh cãi trong One Piece. Biểu tượng băng râu trắng từng là cờ phát xít. Như mọi khi, bọn tớ rất vui khi được ngồi đếm những cái like, share và đăng ký kênh của các bạn. Cũng đừng quên nhấn vào nút chuông nhỏ bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào chúng mình tung ra trong tương lai. Tớ là Bi Huỳnh, xin chào và hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Bye bye!